Hôm nay em lại quay tiếp tục video tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cho cả nhà một lô đất diện tích là 85m², mặt tiền 5m. Và lô đất này thì ngõ không thông, thế nhưng mà không phải là tịt cọc. Đó, đất ở vị trí bên tay phải. Và kia mọi người nhìn thấy là phía tịt bên trong còn 5 nhà để mới cọc cơ. Và mọi người đều về đây ở, dân rất là ấm rồi. Đây ạ, nó chỉ còn mấy ô nữa là chưa xây thôi. Vị trí thì tại Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Lô đất này thì cách chùa Hà, trung tâm Vĩnh Yên chỉ 600m là đã đến rồi. Và định chợ cũng rất là gần, rất gần trung tâm, nhiều tiện ích. Và như mọi người nhìn thấy thì đường cũng rất là to. Đấy, đường cũng khá là to nên là mọi người không phải lo chỗ này. Nếu như mà hai con xe mà để gánh lên thì vẫn được hai tránh nhau đấy ạ. Và nhà mua đất thì liên hệ cho mình nhá, qua số điện thoại hiện trên màn hình. Xin chào cả nhà.